chú thì bảo từ báo thanh niên nhé, chúc Tôm tuổi mới hay ăn chóng lớn, lớn lên đẹp trai như ba, tài hoa như ba, và cũng sẽ đồ bất tử như ba. Cho con hay cho nó, chúc gia đình luôn hạnh phúc. Chúc em Tôm tuổi mới đẹp trai với lại nhanh lớn. Nhà chú Lâm chúc Tôm sinh nhật thêm tuổi mới, hay ăn chóng lớn, ngoan, học giỏi, lên trường có các bạn gái nha. Xin chào tất cả mọi người, và hôm nay chúng tôi những người vừa tròn 18 tuổi rất là vui khi có mặt tại đây để cùng chúc mừng sinh nhật cho bé Tôm, hay còn gọi là Cao Đức Minh. Hôm nay vừa tròn 2 tuổi. Và lần lượt thì chúng tôi, những người mà vừa mới đến tuổi dậy thì sẽ chúc mừng sinh nhật cho Tôm. Chúc cho Tôm sẽ có thật nhiều sức khỏe này, luôn luôn ngoan ngoãn, mau ăn chóng lớn và nghe lời mẹ Chuyên, bố Hùng. Và bây giờ lần lượt sẽ là bố nuôi, bố Tuấn. Đấy, bố đứa đầu đúng không nhỉ? Xin mời bố ấy. Chúng con chăm ngoan học giỏi. Chăm ngoan học giỏi. Rồi, bác Hiếu. Chúc Kazumi của mẹ Chiên bố Hùng sẽ là một đứa trẻ rất cực kỳ thông minh. Và chú thì không chúc những cái gì cả, mà chúc con là năm sau là gặp chú là cho chú bế. Tại sao phải năm sau, tí nữa bế luôn. Năm sau sinh nhật 3 tuổi đó. Một cuộc sinh nhật rất là hoành tráng để chúc mừng sinh nhật cho Cao Đức Minh. Mời mẹ Chiên vào đây. Lúc này thì bố Hùng đang gọi là mải tiếp khách. Đây là nữ hoàng đêm nay. Cảm xúc của mẹ Chuyên như thế nào? Sau 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau. Và thời gian trôi nhanh, rất là nhanh rồi. Nhoáng cái đã 2 tuổi, đúng không? Dành quá nhiều thời gian và rất nhiều tình cảm dành cho gọi là Tôm. Bây giờ đây, cảm xúc của em như nào? Ngày khó nhất là ngày làm mẹ. Ngày hôm nay là... Này đừng nghiêm túc quá. Không diễn tả nổi cái cảm xúc của mình. Quá vui, quá hạnh phúc. Cũng nhân buổi ngày hôm nay thì mình nghĩ là mình sẽ có kinh nghiệm tổ chức đám cưới sắp tới. Đấy, chúng ta sẽ mong chờ đám cưới sắp tới luôn, đúng không ạ? Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi và trò chuyện với nhau. Nhớ đăng ký kênh sắp của Tôm nhé. Happy birthday Tôm. Chúc con sinh nhật vui vẻ. Happy birthday Tôm, chúc Tôm màu lớn, khỏe, ngoan, vâng lời bố mẹ. Chúc Tôm sinh nhật vui vẻ. Rồi, hôm nay là sinh nhật của bé Tôm. Chúc bé Tôm thật mau ăn, chóng lớn, thật là thông minh và càng ngày càng đẹp trai. Sinh nhật bé Tôm, chúc con học giỏi, nghe lời ba mẹ, mau ăn chóng lớn nha. Đức Duy hôm nay rất là vui và hạnh phúc khi là một người em của anh Hùng và ca sĩ Minh Chuyên. Thì hôm nay Lương Huy đến đây là chúc mừng cho tiệc sinh nhật lần thứ 2 của bé Tôm. Chúc cho cháu hay ăn chóng lớn và lớn lên sẽ đẹp trai, thông minh và là một người con có hiếu với cha mẹ ông bà, cũng như là lớn lên sẽ là một người con giỏi và giúp ích cho quê hương đất nước Nam ngày càng phát triển. Và hôm nay trong buổi tiệc hôm nay rất là vui, có rất nhiều những người anh em nghệ sĩ, và Lương Huy cũng là một trong số những người anh em nghệ sĩ đó. Xin chúc cho cháu những điều tốt đẹp nhất. Xin cảm ơn. Nhân dịp sinh nhật của bé Tôm, tức là bé Đức Minh, thì Quang Thắng đã từ Hà Nội bay vào trong thành phố Nha Trang để dự buổi tiệc này. Và đây là một dịp rất là đặc biệt của bé Tôm ngày hôm nay. Quang Thắng cùng với tất cả bạn bè xin gửi tới bé Tôm lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc bé là ngoan ngoãn này, hay ăn chóng lớn, và đặc biệt là vâng lời cha mẹ. Thực ra cũng không biết nói gì hơn. Xin gửi lời cảm ơn tất cả các anh, bố mẹ, các cô, các chú, các dì, các anh, các chị cùng tất cả các bạn bè, đồng nghiệp ở gần xa đã về dự lễ sinh nhật. Một lần nữa mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Và hy vọng năm sau nếu nhà cháu mà có tổ chức tròn 3 tuổi cho Tôm nữa thì cũng rất mong là tất cả mọi người ngày hôm nay cũng có mặt để chúc mừng cho gia đình ạ. Mình xin cảm ơn rất nhiều. 1, 2, 3, chúc mừng sinh nhật! Xin cảm ơn! Xin chào Đức Minh, chú Quỳnh từ Măng Đen xuống cùng các chú ở Tây Nguyên xuống dự sinh nhật Đức Minh. Chúc con tuổi mới thật nhiều sức khỏe, hay ăn chóng lớn. Chúc con cả cuộc đời vui vẻ, bình an. Chúc con mọi điều tốt đẹp nhất. Ông bà chúc mừng sinh nhật Tấm Tôm. Chúc mừng sinh nhật cháu Tôm vui vẻ, hạnh phúc, gia đình hạnh phúc nha. Chúc mừng sinh nhật bé Tôm. Happy birthday Tôm.
mừng sinh nhật Tôm nha. Chúc mừng sinh nhật Tôm nha. Happy birthday Tôm nha. Happy birthday Tôm nha. Chúc mừng sinh nhật Tôm, chúc Tôm luôn ngon, khỏe mạnh và ngày càng đẹp trai nhá. Happy birthday Tôm. Con ăn chúc cho Tôm mau ăn chóng lớn. Happy birthday Tôm. Happy birthday Tôm. Chú Bình cô ngon, happy birthday cháu Tôm. Mừng Đức Minh sinh nhật 2 tuổi nha. Happy birthday con. Chúc mừng sinh nhật Tôm. Chúc mừng sinh nhật Tôm. Happy birthday Tôm. Yêu quý, chúc mừng sinh nhật bé Tôm nha. Chúc mừng sinh nhật con Tôm. Happy birthday Tôm. Mừng sinh nhật Tôm. Chúc Tôm ăn khỏe chóng lớn. Chúc mừng sinh nhật Tôm. Chúc cho Tôm thì ngày càng khỏe, hay ăn chóng lớn, và chúc cho chị của em và đại gia đình mọi người đều hạnh phúc viên mãn. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc cho đầu tiên là bé Tôm cũng như tài chính thật nhiều sức khỏe. Mời mọi người cùng vỗ tay và hát theo nhịp bé ạ. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Cũng có xin em là bảo hôm nay anh cố gắng làm nào anh chen chương trình cho em, cho em hát một bài đơn. Nhưng em bảo là không, hôm nay không có suất của em mà suất của khách mời hết. Minh Truyền có xin vâng, xin em, năn nỉ em, thậm chí là đút lót cho em, nhưng em không, nhất quyết không. Hôm nay chỉ cho gọi là ăn may một tí thôi.